Có thể lúc bạn xem được video này, thì hàng giả nhái đã thay đổi mẫu mã rất giống với hàng thật chính hãng rồi. Nên bạn có thể xem video cách phân biệt hàng thật giả mới nhất bên dưới video này, để biết được cách phân biệt mới nhất nhé. Trên thị trường có khoảng 4-5 loại kem Meizuji giả nhái theo hãng chính hàng của Nhật Bản. Những loại hàng giả này được sản xuất tại Việt Nam. Trong video này thì mình sẽ chỉ cho bạn một số cách nhận biết hàng thật và giả, để bạn biết mà mua đúng hàng chính hãng nhé. Nhớ đăng ký kênh của shop mình để có thể xem thêm những sản phẩm mới đang được nhiều người mua hiện nay. Bên dưới video mình có để số điện thoại Zalo cho bạn cần tư vấn hay mua kem này của shop mình thì nhắn cho shop. Zalo của shop là 0376102822. Mọi thông tin về cách phân biệt kem thật giả hay mẫu mới nhất như thế nào mình để link dưới phần mô tả. Bạn bấm vào xem để biết, tránh mua nhầm hay bị người khác lừa mua phải hàng nhái nhé. Phân biệt kem Meizuji thật và giả. Hiện tại thì trên thị trường kem giả nhái Meizuji nhiều lắm. Nhiều bạn đã mua phải hàng fake nhiều lắm luôn, và có nhắn tin thì shop mình mới biết là có nhiều loại hàng giả chứ không phải là một loại không thôi đâu. Để phân biệt được hàng giả mà không bị lừa thì bạn để ý những đặc điểm sau nhé. Bạn nhớ xem cho kỹ để còn biết mà mua cho đúng loại kem thật, chứ xài hàng giả hư hết da mặt thì buồn lắm. Nếu bạn phân biệt dựa theo tem chống giả dán trên hộp kem thì nó không chính xác đâu. Vì những loại tem này được các công ty nhập khẩu về rồi dán lên, nên có thể bạn sẽ thấy cả chục loại tem chống giả khác nhau, công ty này thì nói tem công ty kia là hàng giả. Nên nếu phân biệt dựa theo tem chống giả thì không chính xác, chưa kể là tem chống giả này làm giả cũng dễ lắm. Bạn chỉ có thể phân biệt tem chống giả của một loại hàng giả khác là trên nắp kem thật chữ Meizuji được viết đầy đủ. Còn kem giả nó chỉ ghi viết tắt là MDZ, là viết tắt của chữ Meizuji. Dễ dàng để nhận ra một loại kem giả là bạn để ý chỗ hoa văn chữ M trên nắp hộp kem bên trong. Hàng thật là chữ M, còn hàng giả là hình con bướm. Đây là loại hàng giả dễ phân biệt nhất. Còn các loại hàng giả khác thì hộp kem làm giống với hàng thật luôn, hoa văn đều là chữ M. Và có loại kem giả bạn có thể phân biệt ở lớp giấy bạc nắp chặn khi mở hộp kem ra. Của hộp kem thật sẽ trắng và nhìn rất mới, còn kem giả nó cũ và xỉn màu giống như được sản xuất bằng chất lượng giấy kém. Bạn có thể xem ảnh bên trái màn hình để biết rõ hơn nhé. Bên trong nắp đậy xỉn màu, hơi ngả màu ố vàng. Còn lớp giấy bạc cũng có màu đen nhem nhóc chứ không trắng như hàng thật. Nếu bạn đã dùng kem Meizuji rồi, thì dễ dàng phân biệt được hàng thật giả thông qua chất kem và mùi kem. Ở hộp kem này, bạn sẽ thấy kem thật được nén chặt và mịn. Chất kem Meizuji giả không mịn, không được nén chặt, có vẻ rời rạc, bở bở nữa. Mùi kem không thơm. Tương tự thì chất kem ban đêm thật cũng mịn màng, màu vàng tươi đẹp và tự nhiên. Chất kem giả thì trông màu không được đẹp, chất kem như kiểu bị vón cục và thô. Sao bạn nên mua kem Meizuji chính hãng? Ai cũng biết lý do nên mua kem chính hãng rồi. Chỉ có xài kem thật đúng hãng thì da mới đẹp và an toàn được. Bởi vì kem chính hãng đã được thử nghiệm, được kiểm định kỹ càng trên nhiều loại da đạt hiệu quả tốt mới được phép bán ra thị trường. Kem chính hãng mới có khả năng giúp cho da bạn trắng sáng tự nhiên, nám mờ và giảm mụn. Lỗ chân lông được xe khít, da thì căng mịn tràn đầy sức sống mà không để lại nhiều nếp nhăn, nhìn bạn trẻ hơn so với tuổi. Tác hại của kem Meizuji giả có thể khiến cho da bạn bị hủy hoại nhan sắc, da có thể bị nhiễm độc hóa chất độc hại, về lâu dài làm cho da xấu thê thảm khó mà lấy lại được vẻ đẹp vốn có. Cách chọn mua kem thật chính hãng. Để chọn mua hàng hàng thật thì bạn phải biết được hàng giả và thật khác nhau như thế nào. Bạn nhớ xem kỹ lại cách phân biệt thật giả ở trên để không bị mua nhầm. Bạn nên tìm hiểu chỗ bán uy tín và shop đó am hiểu sản phẩm nữa, họ mới biết cách tư vấn phù hợp kem với da bạn. Và khi hiểu sản phẩm họ mới không bán hàng kem Meizuji giả cho bạn. Nhiều bạn chưa tìm hiểu đã vội mua hàng vì giá rẻ. Vì thấy bạn bè xài đẹp rồi giới thiệu nên mua liền về dùng cho đẹp bằng bạn bằng bè nên cũng dễ bị lừa mua phải hàng fake lắm. Để yên tâm mua hàng chính hãng thì bạn có thể mua của shop mình nhé. Bên mình sẽ tư vấn kỹ trước khi mua, cho bạn kiểm tra hàng thoải mái, tư vấn cho bạn sau khi mua nữa. Chứ nhiều bạn mua xong chỗ khác về xài không đúng cách, rồi da bị kích ứng hỏi người ta không trả lời cho bạn, thì bạn không biết phải xử lý làm sao.